đình đi ăn bánh canh cá lóc cả nhà. Mời cả nhà ăn bánh canh cá lóc phần quanh từ biển thì nhân. Bỏ miếng. Chính chúc cả nhà hôm nay gia đình mình đi ăn bánh canh cá lóc nha cả nhà. Ứng với cái ngọt đường Nguyễn Văn Khỏi nha. Còn đây là đường D5 khu dân cư K8. Khu phố 8 phường Thành nha cả nhà. Bên cạnh cá lóc nha. Số 62 đường D5 nha. Khu dân cư Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương nha cả nhà. Đây bánh canh cá lóc Hoàng Gia nha. Mời cả nhà dân bánh canh cá lóc với gia đình mình tối nay nha. Khi không gian quán từ trong nhìn ra nha cả nhà. Không gian quán từ trong nhìn ra. Không gian quán nha. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Có hồ cá kiến. Ủa, mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Em bán từ 6 giờ sáng à. Chứ em nghỉ từ 1 rưỡi đến 3 giờ thôi. À. Tối tới bán 8 giờ. À. Này dẫn gia đình đi ăn là quay đăng YouTube rồi giới thiệu nha. Rồi. Trung bình là bao nhiêu một tô? Trung bình là 35.000 cá lóc á. Có tô chả 30, tô đầu thì 45. À. Có tô sườn 35k luôn. Dạ. Nhiêu đây luôn, anh lấy hỏi. Đây đây menu nha. Tô đầy đủ là 35. Chả là 30, đầu cá 45, đặc biệt 45. Tô sườn là 45 nha cả nhà. Tôi bị gì vậy? Bị gì tôi? Hả? Bị gì? Gì tôn? Mời cả nhà. Này à. Này là hộp gạo không? Tôn này. Mình ra đi cái nhà mình mua. Ừ. Mì tôm. Không khỏi. Vừa bụng ăn học dịch. Anh tính không ăn á, tính không ăn, anh chỉ quay phim thôi. Anh nấu luôn. Nóng. Cái giống đá bằng ốc sen. Ừ. Có bọc trứng cút. Ngon. Trứng cút này, trứng cút đã cho tốn nha tốn. Chưa trứng cút là tốn nha. Anh bấm
hai cái xe bạn thô vàng tính Út Sang dài. Anh ơi chú, anh nói chú, anh nói không phải. Bữa mẹ dài rồi mà, 4 con 4 bằng nhiều. Này là hành hả ba? Bữa cuốn dài á. Này xuống em không còn xương nữa là ngon. Đâu có cắt đầu mới được, cắt cái đầu mới được. Cậu két nữa mình chơi đó tà lao hả? Cột bằng cột bằng viên cột viên bằng chảo chảo kè cột cá bằng gì? Cột cá bằng bạc chảo bằng cá bằng gì?
cộng 4 bằng 9. Quay 4 cộng 4 bằng 8. Để 10 cộng 4 bằng 10. Mai nở nó chạy xe 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 đời cho nên là không có gặp chuyên sinh rồi. Bữa xe xe đời đó nó bị cục ga đó. Vừa nhẹ biết là tắt, nhẹ biết là tắt, hồi là 4 em làm không nổ. Bữa sưng nó, cái chân nó sưng rồi là bữa chưa đi con cột. Đập chạy bữa đầu là chạy được. Không phải sao lấy xe số đi đạp cái con đau luôn. Cho để nhà cho ba ông đi chỉnh lại đó. Không có xe nào mà để đi bữa nào cũng lấy nữa. Đạp cái con nổ. Để làm thật. Cái đề không nổ luôn. Đề 4 năm nặng cũng không nổ. Xe không trắng thôi hả? Xe lỡ hết bình. Có gì là không sao. Bộ thay mua ri. Ri với lửa nó không đều. Vừa hai cái nhảy hả? Vậy để đó. Lên lên lớp 2 sẽ hết là hobby. Là lớp cấp 2 sẽ hết là hobby. Đó nó còn lấy mấy ly nhựa nó rất vô. Có sân nào tụi có sân ba không? À. Con rót thêm hai đi. Rồi, tiếp nước tới. Nước. Nước này.